Chào mừng toàn thể các quý vị và các bạn đang đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Bên em thường khi thì về những cái dòng loa của Nhật thì thường kỳ là rất là có sẵn hàng để cho anh em có nhiều sự lựa chọn. Bên em về khá là nhiều những cái dòng khác nhau của Nhật. Trước mắt các bác là một đôi Onkyo D77X sở hữu một bát 31 màng carbon, gân mút, một con trung và một con tép. Đôi này thì độ nhạy 91 decibel, các bác ghép rất là dễ và cũng có nhiều clip em giới thiệu với các bác rồi. Công suất chịu lực là 200W, trở kháng là 6,4 ohm, cực kỳ dễ ghép rồi. Thùng mỗi một thùng của 77X là 34 kg, một đôi là gần 70 kg. Cao của đôi này khoảng 68 cm, sâu là 34 và ngang là 38. Các bác có thể ghép với nhiều các cái con âm ly khác nhau, ví dụ như Sansui, Bueller. Săn xui các bác có thể ghép 607, 707 hoặc cao hơn các bác có thể 907 hoặc Bueller thì có nhiều dòng. Và bên em thì ghép rất là nhiều các cái dòng âm ly khác nhau cùng với cả dòng 77 trơn, 77X và 772X để cho các bác cùng trải nghiệm. Tất cả các cái dòng Onkyo bên em thì hôm nay về có cả 1X, 2X, 77 trơn và Diatone dòng các đời 73, 37 và 77. Rất là nhiều, các bác cụ thể thì alo cho em theo số 0983698887. Hàng nhà em về rất là nhiều nhưng mà cũng không có nhiều thời gian để phục vụ hết được từng đôi lên. Các bác có nhu cầu sở hữu các cái sản phẩm về Onkyo Diatone thì trong ngày hôm nay Thắng Audio về rất là nhiều, các bác có thể alo sớm cho em là 0983698887. Em xin mời các bác thẩm âm đôi 77X của Nhật Bản. Con này thì rất là chất, tiếng bass rất là đầm, sâu. Và em xin mời các bác thẩm âm nhé. We'll be right back.
Các bác có nhu cầu sở hữu đôi Onkyo của Nhật Bản đời D77X, alo cho em theo số 098 369 8887. Cảm ơn các bác.